lý việc này như thế nào? Nếu chúng tôi sai cho chúng tôi xin lỗi, vì đây là việc lỗi của lớp. Chị chửi mắng chúng tôi thế nào cũng được, nhưng xin chị đừng nói với hiệu trưởng ạ. Xin chị, có gì thì chúng ta nói chuyện ở lớp, chị đừng lên phong hiệu trưởng làm gì. Bỏ ra chị. Ê, chị ra đây, chị đi vào xem. Chúng tôi xin lỗi. Cô hiệu trưởng xem chứ. Tôi tin tưởng gửi con vào trường các cô để các cô dạy dỗ con tôi, chăm sóc con tôi, mà để các cô hành hạ con tôi như thế này à? Chuyện bé chị đừng có xé ra to. Chị ơi, chúng tôi chỉ dọa cháu một tí thôi mà. Hãy chúng mày dọa. Tao gửi con vào đây là để chúng mày dạy và dỗ chúng mày dọa, nghe chưa? Nên cô hồn thì ngậm mồm vào đi, đừng có ra mồm mà cãi nữa. Chúng tôi gửi con vào đây để các cô chăm sóc, bây giờ cháu bị như này thì thế thì khác gì giao trứng cho ác. Thôi, tôi ghi nhận các ý kiến phản ánh của các anh chị. Về phía nhà trường, tôi thay mặt nhà trường xin lỗi gia đình anh chị để xảy ra vụ việc vừa rồi. Mong anh chị bình tĩnh và thông cảm cho chúng tôi. Còn các cô không phải nói gì cả. Có lỗi hay không có lỗi, mời các cô vào phòng tôi, bật camera sẽ rõ. Nên chỉ phụ huynh biết để giám sát, còn giáo viên thì hoàn toàn không biết. Sau khi xem hình ảnh ghi lại được từ camera, công an đề nghị cô hiệu trưởng cho gặp ba cô giáo đã bạo hành cháu Đức. Đây là bé nào? Dạ thưa, đấy là cháu Ngân ạ. Tại sao các cô đánh cháu rồi cho cháu vào chỗ Đức thế kia? Lúc đó là tôi đang tắm cho cháu. Thế cháu hôm nay có đi học không? Hôm nay không thấy cháu đi học ạ. Tại lớp học, công an tiếp tục lấy lời khai của các cô giáo và thu thập các chứng cứ. Công việc điều tra vẫn được tiếp tục. Chào chị, con của chị có học ở lớp Công Anh, Cô Uyển và Công Hà không ạ? Ừ đúng ạ. Thế chị có nghe thấy con nhà chị kể về ở lớp có bạn thường xuyên bị cô giáo phạt đánh hoặc mắng không ạ? Thỉnh thoảng thì mình có thấy có nghe con kể lại ở lớp là có bạn bị phạt và bị cô đánh. Thế là mình cũng dặn con là đi học thì cố gắng là ngoan và nghe lời cô để đỡ bị phạt và đỡ bị đánh. Sau khi xác định các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 giáo viên. Ép các cháu ăn cũng chỉ vì thương các cháu, chứ chúng tôi có hành hạ gì đâu ạ. Với lại mẹ cháu Đức là người ghê gớm mà hay hành hoẹ. Mà sau khi cháu đi học về thì tự nhiên cháu nó bị sốt và mê sảng. Con không hiểu nổi là ở trường cháu có xảy ra cái chuyện gì không. Tôi sẽ xin lỗi các phụ huynh và sẽ khắc phục hậu quả. Tại sao lúc chị đang tắm cho một bé gái thấy Đức bị hai cô giáo đánh và chói thì lại ra giúp sức? Anh không hiểu đâu. Trẻ con mà cứ bé này khóc mà không quát, không đánh luôn thì bé khác lại mè nheo theo. Nên tôi chỉ nghĩ làm sao để cho cháu Đức ăn nhanh và im đi thôi ạ. Chị hành hạ các cháu chỉ vì các cháu không chịu ăn và khóc. Chúng tôi có hành hạ gì cháu đâu ạ. Thì cháu Đức mới chuyển lớp nên còn chưa quen, lại hay khóc. Chúng tôi chỉ muốn đưa cháu vào khuôn khổ ngay từ đầu. Chị đã đánh các cháu nhiều lần chưa? Không phải ạ. Thật ra tôi mới lên đây dạy được mấy tháng. Vì không có bằng cấp sư phạm mầm non nên tôi được chị dâu Neka, hiệu trưởng của trường, cho tôi vào lớp
để hỗ trợ phụ giúp cho chị Mai và chị Yến. Tôi biết là tôi không đúng ạ, nhưng mà tôi cũng không cố tình nữa. Các cô giáo Manh và Ngà cũng không có ý hành hạ cháu đâu anh ạ. Với lại mẹ cháu Đức là người ghê gớm và hay hành hoẹ. Mẹ Đức ghê gớm thì liên quan đến cháu Đức. Ý chị là người lớn không ưa nhau nên các chị đã đổ sự tức giận lên đầu cháu Đức cho hả dạ à? Không không, ý tôi không phải là như thế mà rất nhiều lần mẹ cháu Đức đã nói với chúng tôi là ở lớp cũ thì các cô chăm sóc cháu Đức rất tốt, cho cháu ăn nhiều nên cháu tăng cân thường xuyên. Vậy nên là chúng tôi cũng có nhiều áp lực. Vì thế, các chị đã tìm mọi cách để ép cháu Đức phải ăn. Vâng ạ, thì nếu bây giờ chúng tôi bỏ mặc các cháu, muốn ăn thì ăn mà không muốn ăn thì bỏ, thế thì chúng tôi là vô trách nhiệm quá. Ép các cháu ăn cũng chỉ vì thương các cháu, chứ chúng tôi có hành hạ gì đâu ạ. Lúc đầu tôi thấy các chị đánh các bé, tôi thương lắm. Các bé mỗi đứa một kiểu, nhiều lúc tôi thấy rất mệt mỏi. Vì các cháu quá mè nheo nên tôi bực. Chị Manh và chị Uyển đều có bằng cấp về sư phạm mầm non. Và tôi nghĩ đó là cách đúng đắn để dạy các cháu, nên tôi cũng làm giúp thôi ạ. Việc dạy dỗ các cháu rất khó và khổ, áp lực đủ đường. Mong anh thông cảm với chúng tôi. Tôi sẽ xin lỗi các phụ huynh và sẽ khắc phục hậu quả. Chào chị. Chị đến đây trình báo về gì? Mời chị ngồi. Dạ thưa anh, tôi chỉ có mỗi một đứa con. Bây giờ nó mất rồi, bây giờ nó sống với anh. Chị hãy bình tĩnh. Thế tại sao con chị lại chết? Cháu nó bị viêm phổi và cháu nó mất rất đột ngột ạ. Tôi không biết là tại sao mà cháu ở nhà cháu nó rất ăn ngoan và nó chơi ngoan, nhưng mà sau khi cháu đi học về thì tự nhiên cháu nó bị sốt và mê sảng rồi mất. Con không hiểu nổi là ở trường cháu nó xảy ra cái chuyện gì không. Sao cháu nó lại bỏ tôi đi đột ngột như thế? Viêm phổi thì cũng có bao nhiêu người, tại sao lại là con tôi? Thôi được rồi, có gì thì chị trình bày cụ thể ra lá đơn để chúng tôi gửi cơ quan điều tra để xem xét với chị. Đây đây, anh nhìn đây này, hôm nọ tôi tắm cho cháu này có bao nhiêu lần những cái vết bầm tím ở tay này, bây giờ chỉ có ở trường và ở nhà nó không đánh cháu, nó chỉ có ở trường thôi chứ không gì. Sau khi nhận được đơn trình báo của mẹ cháu Ngân, thủ trưởng cơ quan điều tra đã chỉ đạo điều tra viên điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của cô Uyển trong việc cháu Ngân bị chết. Kết quả thế nào đồng chí về báo cáo lại tôi. Rõ, thưa thủ trưởng. Không, nhưng mà Ngân đã ốm từ trước, không thể nói là do tôi tắm được. Tức là chị đã biết lần đầu trước đó. Chị mua thuốc ở đâu? Thì tôi mua ở hiệu thuốc ở gần trường ấy. Chúng tôi sẽ điều tra xác minh lại việc này. Nhưng mà tôi không giết Ngân, Ngân chết không phải là do tôi. Tại sao chị biết bé Ngân ốm mà vẫn tắm? Dạ vì cháu Ngân ăn uống quấy khóc, đổ hết cháo ra người, vừa bẩn vừa hôi anh ạ. Chị có biết Ngân đã ốm và mất? Chị có nghĩ là do chị tắm cho Ngân quá lâu nên Ngân đã bị viêm phổi và chết? Không. Ngân bị viêm phổi cấp ngay trong tối hôm xảy ra sự việc. Không, nhưng mà Ngân đã ốm từ trước, không thể nói là do tôi tắm được. Tức là chị đã biết Ngân đã ốm trước đó? Tôi biết chứ ạ. Tôi cũng đã nói với mẹ Ngân là cháu bị ho và hơi sốt nên cho cháu nghỉ. Nhưng mà mẹ Ngân kêu bận đi làm không thể nghỉ được, nên là vẫn đưa cháu đến lớp nhờ chúng tôi trông. Vậy chị chăm sóc bé Ngân ốm như thế nào? Tôi cũng chỉ chăm sóc như bình thường thôi. Bình thường? Bình thường tức là không có gì đặc biệt so với những ngày thường. Vâng. Thế chị có nghĩ mình là giáo viên vô trách nhiệm không? Ý tôi là vẫn cho ăn, cho ngủ, tắm rửa bình thường. Còn nếu ốm sốt thì sẽ mua thuốc cho uống chứ ạ? Vậy ngày hôm đó Ngân sốt cao, chị có đi mua thuốc cho Ngân không? Có. Chị hãy khai cụ thể sự việc. Dạ thì hôm đó Ngân sốt hơn 38 độ. Tôi đi mua thuốc hạ sốt cho Ngân.
Còn sau đó thế nào mẹ cháu đón về, ốm ở nhà làm sao thì tôi không biết. Sao lại đổ lỗi cho tôi được? Chị mua thuốc ở đâu? Thì tôi mua ở hiệu thuốc ở gần trường ý. Ai là người bán thuốc cho chị? Thì chị bán thuốc chứ còn ai nữa. Chị mua thuốc lúc mấy giờ, ngày nào? Thì tôi mua lúc 2 giờ chiều. Đúng ngày hôm đấy đấy. Chị mua loại thuốc gì? Thuốc hạ sốt Efferagan. Chúng tôi sẽ điều tra xác minh lại việc này. Công an điều tra đã đến hiệu thuốc mà Uyển đã khai là nơi mua thuốc cho cháu Ngân. Tuy nhiên, người bán thuốc này cho biết anh không bán thuốc cho Uyển. Chuyện này chưa đến hiệu, tôi mua thuốc bao giờ? Anh thử nhập ký hộ tôi xem. Hôm đấy, nhà tôi có dỗ, cả nhà tôi đi về quê nên không mở hiệu thuốc ạ. Vâng, cảm ơn anh. Chúng tôi đã ra hiệu thuốc xác minh. Người bán thuốc nói là vào ngày giờ đó không bán thuốc cho chị. Thì mỗi ngày có bao nhiêu khách hàng, làm sao họ nhớ được ai với ai mua ạ? Sổ bán hàng của cửa hàng cũng cho thấy vào ngày giờ đó cửa hàng cũng không bán ra loại thuốc này. Tôi cũng chỉ nhớ mang máng khoảng giờ đó thôi, làm sao mà nhớ chính xác được ạ? Hôm đó ở quê có việc nên cả gia đình chị ấy về quê đóng cửa không bán hàng. Chị khai báo không thành khẩn. Nhưng mà tôi không giết Ngân. Ngân chết không phải là do tôi. Chúng tôi không kết luận là chị giết Ngân, nhưng việc chị tắm và ngâm Ngân trong nước lâu như vậy là một tình tiết chúng tôi phải điều tra. Còn việc kết tội là việc của tòa án, chị hiểu chưa? Vâng ạ. Tôi chỉ là dạy bảo các cháu thôi ạ. Trong trường có dạy việc đánh, chói, nhét rẻ vào miệng, véo tai các cháu hay không? Ban đầu phải làm như thế để các cháu quen dần, và sau quen dần rồi thì các cháu sợ rồi thì thôi ạ. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quảng Hà quyết định truy tố các bị can Lê Thị Manh, Nguyễn Thị Ngà, Trần Thị Uyển ra trước Tòa án Nhân dân huyện Quảng Hà về các hành vi cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 104 và hành hạ người khác theo quy định tại Điều 110 Bộ Luật Hình sự. Cho các bị cáo ngồi, bị cáo Manh đứng trước vành móng ngựa. Bị cáo có ý kiến gì với bản cáo trạng mà đại diện Viện Kiểm sát vừa công bố hay không? Thưa, tôi không đồng ý ạ. Vì Viện Kiểm sát đã nói tôi cố ý gây thương tích và hành hạ người khác, nhưng tôi không có những hành động đấy mà tôi chỉ là dạy bảo các cháu thôi ạ. Bị cáo có véo tai cháu Đức hay không? Thưa, có. Bị cáo có tát vào mặt cháu Đức không? Thưa, có. Bị cáo có chói cháu Đức hay không? Thưa, có, nhưng vì cháu không chịu ăn nên chúng tôi mới chói cháu. Bị cáo có lấy rẻ nhét vào miệng cháu Đức hay không? Thưa, có, nhưng vì cháu khóc to quá nên chúng tôi đành phải làm thế. Bị cáo đã học ngành nghề gì trước khi làm cô giáo nuôi dạy trẻ? Thưa, tôi tốt nghiệp trường trung cấp sư phạm mô giáo ạ. Vậy trong trường có dạy việc đánh, chói, nhét rẻ vào miệng, véo tai các cháu hay không? Cho bị cáo ngồi. Tòa hỏi bị cáo Trần Thị Uyển. Bị cáo Uyển đứng dậy. Bị cáo đã tắm cho cháu Ngân trong thời gian bao lâu? Dạ, hôm đó tôi tắm cho các cháu cũng hơi lâu vì xảy ra sự cố đặc biệt. Sự cố đặc biệt gì? Thưa tòa, là khi tôi đang tắm cho các cháu và các cô đang cho các cháu ăn thì vợ chồng anh Đạt và chị Loan ở đâu xông vào ạ? Bị cáo có chừng khoảng thời gian từ khi bắt đầu tắm cho cháu Ngân cho đến khi kết thúc thời gian là bao lâu không? Dạ, thưa tòa, chắc tầm khoảng 4 đến 50 phút ạ. Tôi cũng không nhớ rõ. Bị cáo có nghĩ rằng một cháu nhỏ như thế mà ngâm trong nước một thời gian như vậy, liệu cháu có thể bị cảm lạnh không? Dạ, tôi nghĩ là không. Tòa hỏi bị cáo Nguyễn Thị Ngà. Bị cáo Ngà đứng dậy. Việc trói các cháu có được làm thường xuyên không? Dạ, thưa tòa, thỉnh thoảng thôi ạ.
vì ban đầu phải làm như thế để các cháu quen dần, và sau quen dần rồi thì các cháu sợ rồi thì thôi ạ. Khi bị cáo học ở trường sư phạm mẫu giáo mầm non, bị cáo có được dạy như thế không? Dạ thưa tòa, tôi không học ở trường sư phạm nên tôi không biết ạ. Khi học xong lớp 7 thì tôi được chị dâu đưa lên đây để làm cô giáo dạy trẻ ạ. Chị dâu của bị cáo là ai? Dạ là chị Lê Thị Ca, hiệu trưởng nhà trường ạ. Đề nghị đại diện viện kiểm sát tiến hành xét hỏi. Viện kiểm sát đề nghị hỏi người đại diện hợp pháp của người bị hại Vũ Thị Ngân. Tòa mời bà Dung đứng dậy. Chị Dung có quan hệ như thế nào với bị cáo và người bị hại Vũ Thị Ngân? Dạ thưa quý tòa, tôi là mẹ cháu. Còn mấy đứa này, chúng nó là quân giết người, chúng nó đã giết chết con thôi. Chị hãy trình bày rõ vì sao chị lại nói các bị cáo đã giết chết con chị. Dạ thưa quý tòa, vì hoàn cảnh gia đình thì tôi sống một mình và tôi phải đi làm thì tôi gửi trẻ. Mỗi lần mà về thì tôi dạo này tôi thấy cháu rất là hay sợ tắm. Và tắm thì cho cháu thì tôi lại thấy là rất là nhiều những vết bầm tím trên người. Thì tôi cứ nghĩ là cháu nó chơi với các bạn thì bị các bạn bắt nạt. Nhưng mà tôi lại không ngờ chính cái lũ này chúng nó đã hành hạ con tôi. Chị trình bày tiếp đi. Thưa quý tòa, vào ngày 12 tháng 8 năm 2015, tôi đến đón con ở trường về thì tôi thấy cháu nó hơi hâm hấp sốt. Lúc tối về thì cháu nó bị co giật. Nhà thì ở trong ngõ nhỏ, gọi mãi xe cấp cứu vẫn chưa đến. Lúc đưa con tôi đi thì con tôi đã mất rồi. Đề nghị đại diện viện kiểm sát tiếp tục tiến hành xét hỏi. Viện kiểm sát đề nghị hỏi đại diện hợp pháp cho người bị hại Nguyễn Tất Đức. Tòa mời chị Dung ngồi xuống. Mời chị Loan đứng dậy. Chị có mối quan hệ như thế nào với người bị hại Nguyễn Tất Đức? Dạ thưa tòa, tôi là mẹ của cháu bé. Trước ngày 12 tháng 8 năm 2015 thì con tôi cũng có biểu hiện giống như con của chị Dung. Buổi đêm cháu thường hay nằm mơ và nói mớ. Cháu còn có biểu hiện là sợ ăn và sợ tắm. Tôi còn phát hiện trên người con tôi có những vết bầm tím. Thì tôi đã nghi ngờ là cháu có biểu hiện của sự bạo hành. Lúc đấy thì tôi mới bật camera của mẫu giáo lên. Thì tôi thấy được hình ảnh là cô Manh cô đang bón cơm cho cháu ăn. Nhưng mà có lẽ là do cháu lười ăn nên là cô đã véo tai cháu. Thì cháu mới khóc. Cô thấy vậy thì cô mới kéo cháu vào góc tường. Cô lấy thìa inox đánh liên tục vào hai tay và hai má của cháu. Thì lúc đấy là tôi đã thực sự là tôi rất là bức xúc. Tôi không biết làm nào, tôi khóc nức nở, tôi gọi điện cho chồng tôi. Thì chồng tôi mới chạy vội về nhà và cả hai vợ chồng cùng đến mẫu giáo. Bà có mối quan hệ như thế nào với các bị cáo và người bị hại? Thưa, tôi là hiệu trưởng trường mầm non Lê Ca, nơi các cô giáo đây đang làm việc và đây là các bậc phụ huynh của trường tôi ạ. Trường của bà đã được cấp phép hoạt động chưa? Thưa, trường tôi đang làm hoàn thiện các thủ tục để được cấp phép hoạt động ạ. Nghĩa là cho đến khi xảy ra sự việc, trường mầm non Lê Ca vẫn chưa được cấp phép? Thưa, vâng ạ. Về sự việc cháu gần bị chết, trường bà đã có ý kiến gì với mẹ cháu chưa? Dạ thưa, trường chúng tôi đã xuống thăm và hỗ trợ cho bà Dung 50 triệu đồng ạ. Bà có suy nghĩ gì về sự việc đã xảy ra? Thưa, tôi rất là ân hận vì sự cả tin và chủ quan nên tôi đã không để ý để mắt đến các cô giáo trong vài phút nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc trên ạ. Viện kiểm sát không hỏi gì thêm, đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Đề nghị vị luật sư tham gia xét hỏi. Luật sư đề nghị hỏi bị cáo Trần Thị Uyển. Bị cáo Uyển đứng dậy. Cháu Ngân có biểu hiện gì vào những ngày đến lớp trước khi xảy ra sự việc? Cháu Ngân có biểu hiện ho, sốt nhẹ và mệt mỏi ạ. Chị có phản ánh điều này với mẹ cháu không? Dạ thưa tòa, tôi đã phản ánh điều này với phụ huynh nhưng mà chị nói là chị bận đi làm nên nhờ các cô trông giúp ạ. Chị có cho rằng vì việc tắm cho cháu mà cháu bé bị chết không? Dạ thưa tòa không ạ, tôi nghĩ cái việc tắm cho các cháu chúng tôi làm thường xuyên không thể dẫn đến tử vong được.
Luật sư đề nghị hỏi bị cáo Nguyễn Thị Ngà. Bị cáo Uyển ngồi xuống. Bị cáo Ngà đứng dậy. Chị có thể ân hận về những gì mình đã đối xử với các cháu hay không? Dạ thưa tòa, tôi cảm thấy rất là ân hận. Và lần sau tôi sẽ không bao giờ như thế nữa ạ. Luật sư đề nghị hỏi bị cáo Lê Thị Manh. Cho bị cáo Ngà ngồi xuống, bị cáo Manh đứng dậy. Chị đã có tiền án tiền sự nào hay chưa? Thưa, tôi chưa có. Chị nhận thức thế nào về việc đã gây ra cho cháu Đức? Tôi chỉ nghĩ là mình chưa có phương pháp giáo dục đúng cho trẻ nên tôi sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Luật sư không hỏi gì thêm, đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Nguyên nhân tử vong của cháu không phải do họ gây nên. Vậy tại sao vị luật sư không nghĩ rằng bệnh viêm phổi là xuất phát từ nguyên nhân là hành động không đúng của các bị cáo? Mục đích của các cô là rất tốt đẹp. Tát, đánh, chói, ngâm trong chậu nước lạnh đối với cháu bé. Vậy những hành vi đó có phải là cố ý hay không? Không lẽ viện kiểm sát không nhớ rằng một hành vi không thể cấu thành hai tội danh độc lập? Đề nghị đại diện viện kiểm sát trình bày lời luận tội. Các bị cáo đứng dậy. Kính thưa hội đồng xét xử, thưa toàn thể các quý vị. Cuộc thẩm vấn công khai tại phiên tòa đến đây kết thúc. Chúng tôi xin phát biểu quan điểm về vụ án như sau. Các bị cáo Lê Thị Manh, Nguyễn Thị Ngà, Trần Thị Uyển, nguyên là giáo viên của trường mầm non tư thục Lê Ca. Trong quá trình nuôi dạy trẻ, đã thường xuyên có hành vi đánh đập, hành hạ các cháu. Ngày 12 tháng 8 năm 2015, khi cho cháu Đức ăn, bị cáo Manh đã véo tai cháu vì cháu không chịu ăn. Thấy cháu khóc, Manh kéo cháu vào góc tường, lấy thìa inox đánh liên tục vào hai tay rồi vào hai má cháu. Sau đó, bị cáo Manh cùng bị cáo Ngà đè cháu Đức xuống sàn nhà, trói hai tay hai chân cháu về phía sau. Bị cáo Manh nhét khăn vào miệng cháu Đức, còn bị cáo Ngà giữ chặt cháu từ phía sau. Bị cáo Uyển cũng đã trói cháu Vũ Thị Ngân, bắt cháu ngồi trong chậu đầy nước, rồi giơ tay tát cháu. Khi thấy cháu Đức khóc, Uyển đã chạy lại giúp sức cho Manh và Ngà trói cháu Đức. Cháu Ngân buổi tối về nhà lên cơn sốt cao. Gia đình đưa đi bệnh viện, nhưng cháu đã mất tại bệnh viện. Kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa xác định, cháu Ngân chết là do bị viêm phổi cấp, sốt cao dẫn đến tử vong. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quảng Hà đã truy tố bị can đối với Lê Thị Manh, Nguyễn Thị Ngà và Trần Thị Uyển về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 104 và tội hành hạ người khác theo quy định tại Điều 110 của Bộ Luật Hình sự. Theo bản kết luận giám định pháp y của Phòng Pháp y Bệnh viện Đa khoa Quảng Hà số 195 PITT về nguyên nhân gây tử vong cho cháu Vũ Thị Ngân xác định. Cháu Ngân chết là do viêm phổi cấp, sốt cao dẫn đến tử vong. Mặc dù tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Manh không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mà chỉ cho rằng đã không có phương pháp nuôi dạy trẻ đúng đắn. Các bị cáo Uyển, Ngà đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đánh giá chứng cứ, Viện Kiểm sát cho rằng hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành các tội như đã nêu trên. Vì vậy, Viện Kiểm sát quyết định vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo theo tội danh và điều luật như đã công bố trong bản cáo trạng. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, xâm hại đến danh dự nhân phẩm của công dân, những khách thể mà pháp luật Việt Nam đặc biệt bảo hộ, mà còn gây hoang mang cao độ, gây bất bình lớn trong dư luận quần chúng ở địa phương cũng như trên phạm vi toàn quốc. Các hành vi đó cần phải xử lý nghiêm khắc bằng việc cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội trong một thời gian dài để trừng trị bị cáo và làm gương cho người khác. Căn cứ vào các nhận định đánh giá nêu trên, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử áp dụng khoản 3 điều 104, các điểm A, B khoản 2 điều 110, các điểm A, B, C, H, K khoản 1 điều 48 của Bộ Luật Hình sự để tuyên phạt bị cáo Lê Thị Manh, Nguyễn Thị Ngà từ 5 đến 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích, từ 1 đến 2 năm tù về tội hành hạ người khác. Đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Trần Thị Uyển từ 9 đến 10 năm tù về tội cố ý gây thương tích, từ 2 đến 3 năm tù về tội hành hạ người khác. Đề nghị tòa tuyên buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho bà Vũ Thị Dung 52 triệu 500 nghìn đồng tiền viện phí, chữa trị thuốc men và mai táng phí cho cháu bé. Đồng thời, bồi thường 150 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho bà Vũ Thị Dung. Trên đây là toàn bộ quan điểm của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quảng Hà về hướng xử lý đối với vụ án
đề nghị hội đồng xét xử xem xét, cân nhắc trong quá trình nghị án để ra được một bản án đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Chúng tôi không còn ý kiến gì thêm, đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Các bị cáo đã nghe rõ lời luận tội của vị đại diện viện kiểm sát chưa? Rõ. Tại phiên tòa này, có luật sư Trần Thùy Linh là người bào chữa cho các bị cáo. Sau khi vị luật sư trình bày xong lời bào chữa, các bị cáo có quyền bổ sung lời bào chữa của vị luật sư để tự bào chữa cho mình. Các bị cáo đã rõ chưa? Dạ, thưa. Cho các bị cáo ngồi. Mời vị luật sư. Thưa hội đồng xét xử, thân chủ của tôi bị viện kiểm sát cáo buộc về hai tội danh cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 104 và tội hành hạ người khác theo quy định tại điều 110 Bộ luật hình sự. Chúng tôi cho rằng cáo buộc đó là thiếu cơ sở và thiếu công bằng đối với thân chủ của chúng tôi, bởi lẽ chỉ vì muốn các cháu ở trong lớp mình ăn ngoan và sạch sẽ nên các cô Lê Thị Manh, Nguyễn Thị Ngà và Trần Thị Uyển đã có những hành động ép buộc các cháu phải ăn và tắm. Mục đích của các cô là rất tốt đẹp, duy chỉ có cách làm của họ là không thể chấp nhận mà thôi. Với những hành động dại dột của họ, họ đáng bị lên án, bị xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, viện kiểm sát lại kết tội họ. Hơn thế nữa, cùng một loại hành vi của họ mà viện kiểm sát đã truy tố họ ở hai tội danh khác nhau, đó là các tội cố ý gây thương tích và tội hành hạ người khác. Không lẽ viện kiểm sát không nhớ rằng một hành vi không thể cấu thành hai tội danh độc lập? Thứ hai, mặc dù chúng tôi cũng rất đau buồn trước sự ra đi của cháu Ngân, chúng tôi xin chia sẻ nỗi đau của chị Dung, mẹ cháu. Nhưng chúng tôi khẳng định rằng cái chết của cháu Ngân hoàn toàn không phải do các thân chủ của tôi gây ra. Cháu Ngân có tiền sử bệnh viêm phổi. Cháu đã ốm mấy ngày trước khi xảy ra sự việc vào ngày 12 tháng 8 năm 2015. Vậy mà viện kiểm sát lại cáo buộc các thân chủ tôi tội cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến chết người theo quy định tại khoản 3 điều 104 Bộ luật hình sự thì thật sự chúng tôi không thể hiểu nổi. Thứ ba, mặc dù các hành vi của thân chủ tôi là những hành vi mà pháp luật không cho phép, tuy nhiên khi xem xét đánh giá sự việc cần phải xem xét một cách toàn diện và đầy đủ. Quý viện chỉ chú ý xem xét đến những yếu tố cáo buộc mà không chú ý đến những yếu tố tháo gỡ, chỉ chú ý đến những tình tiết tăng nặng mà quên đi những tình tiết giảm nhẹ đối với các bị cáo. Các thân chủ của tôi đã rất ân hận về những hành động dại dột mà họ đã làm. Họ đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bản thân họ chưa từng có tiền án tiền sự gì. Vi phạm của họ lần này là lần đầu tiên. Cơ sở mà họ đang làm việc đã có sự bồi thường hỗ trợ cho gia đình cháu Ngân, mặc dù nguyên nhân tử vong của cháu không phải do họ gây nên. Thứ tư, đại diện viện kiểm sát cho rằng các thân chủ của tôi phải có trách nhiệm liên đới bồi thường cho bà Vũ Thị Dung 52 triệu 500 ngàn đồng tiền viện phí và tiền chữa trị thuốc men, mai táng phí cho cháu bé và 150 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho bà Vũ Thị Dung là thiếu căn cứ. Bởi lẽ các thân chủ tôi không gây nên cái chết cho cháu Vũ Thị Ngân, vì vậy mà các thân chủ tôi không phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền trên. Thưa hội đồng xét xử, từ những phân tích và đánh giá nêu trên, chúng tôi cho rằng hành vi của các thân chủ tôi, các bị cáo Lê Thị Manh, Nguyễn Thị Ngà và Trần Thị Uyển không cấu thành tội cố ý gây thương tích. Vì thế, chúng tôi kính đề nghị hội đồng xét xử nghiên cứu, cân nhắc trong quá trình nghị án. Thay mặt cho thân chủ và nhân danh cá nhân, xin trân trọng cảm ơn hội đồng xét xử và các quý vị đã chú ý lắng nghe. Thưa hội đồng xét xử, tôi hoàn toàn không nhất trí với lời bào chữa của vị luật sư đối với các bị cáo. Bởi lẽ, vị luật sư cho rằng các bị cáo không phạm tội cố ý gây thương tích. Luật sư thừa nhận trong bài bào chữa của mình rằng các bị cáo đã có những hành động không đúng, đã ép buộc các cháu. Nhưng vị luật sư cố tình quên những hành vi tát, đánh, chói, ngâm trong chậu nước lạnh đối với những cháu bé. Vậy những hành vi đó có phải là cố ý hay không? Vị luật sư cho rằng cháu gần bị tử vong là do có bệnh sử viêm phổi. Vậy tại sao vị luật sư không nghĩ rằng bệnh viêm phổi là xuất phát từ nguyên nhân là hành động không đúng của các bị cáo? Đề nghị hội đồng xét xử lưu ý đến những hành động này. Thưa hội đồng xét xử, chúng tôi không phủ nhận việc các thân chủ của chúng tôi đã có hành vi làm tổn thương các cháu bé, nhưng chúng tôi khẳng định rằng hành vi đó không thể một lúc cấu thành hai tội. Chắc quý viện cũng đã biết rõ điều này.
Chúng tôi cũng chưa thấy viện kiểm sát đề cập đến những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm cho các bị cáo. Đề nghị quý vị đại diện viện kiểm sát lưu ý vấn đề này. Thưa hội đồng xét xử, chúng tôi không phủ nhận việc các bị cáo Ngà, Uyển có một tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo ăn năn hối cải. Còn bị cáo Manh thì không, bởi tại phiên tòa ngày hôm nay, bị cáo Manh vẫn ngoan cố chối tội. Các tình tiết bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả thì chúng tôi không thể đồng tình vì bản thân các bị cáo hoặc người nhà các bị cáo không hỗ trợ cho gia đình người bị hại. Chỉ có chủ cơ sở giáo dục mầm non Lê Thị Ca đã hỗ trợ cho gia đình người bị hại. Vì vậy các bị cáo không được hưởng tình tiết này. Đại diện viện kiểm sát vẫn chưa trả lời chúng tôi về căn cứ mà quý viện buộc các thân chủ tôi phải liên đới bồi thường một số tiền lớn như vậy cho mẹ cháu Ngân, mặc dù cái chết của cháu không phải do thân chủ của chúng tôi gây ra. Việc chúng tôi đề xuất các bị cáo bồi thường cho bà Vũ Thị Dung 52 triệu 500 ngàn đồng tiền viện phí và chữa trị thuốc men, mai táng phí cho cháu bé và 150 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cũng là phù hợp, bởi lẽ căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ, việc bà Dung đã chi phí đến hơn 50 triệu đồng cho việc thuốc men mai táng, còn tiền tổn thất tinh thần căn cứ quy định tại Điều 110 Bộ Luật Dân sự và hướng dẫn tại Nghị quyết số 03 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao là tương đương với 60 tháng lương tối thiểu. Thiết nghĩ đề xuất của chúng tôi là hợp lý, chúng tôi bảo lưu quan điểm của mình. Thưa hội đồng xét xử, trước khi dừng lời, chúng tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng một hành vi không thể cấu thành hai tội. Hy vọng hội đồng xét xử xem xét kỹ về vấn đề này. Chúng tôi không còn ý kiến gì thêm, đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Đại diện viện kiểm sát còn có ý kiến gì đối đáp lại với ý kiến của luật sư hay không? Thưa hội đồng xét xử, xét thấy các chứng cứ lập luận mà chúng tôi đã đưa ra đầy đủ và chính xác, hành vi của các bị cáo diễn ra trong một thời gian dài, đỉnh điểm là sự việc cháu gần tử vong, nên viện kiểm sát truy tố các bị cáo về tội hành hạ người khác và cố ý gây thương tích là hợp tình, hợp lý, có căn cứ và đúng pháp luật. Chúng tôi không có ý kiến gì thêm, đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Nếu không ai còn ý kiến gì mới tranh luận thêm, tôi tuyên bố kết thúc phần tranh luận để tiến hành nghị án. Trước khi hội đồng xét xử vào nghị án, cho phép các bị cáo được nói lời sau cùng. Các bị cáo đứng dậy. Bị cáo Ngà. Thưa tòa, tôi biết lỗi của tôi rồi ạ. Tôi mong tòa giảm nhẹ cho tôi để tôi chuộc lại những lỗi lầm ạ. Bị cáo Uyển. Dạ thưa tòa, tôi cũng đã biết được lỗi của mình rồi, mong tòa giảm nhẹ cho tôi ạ. Bị cáo Manh. Tòa tiến hành nghị án. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên án. Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tòa án Nhân dân huyện Quảng Hà, căn cứ vào các chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, ý kiến tranh luận của đại diện viện kiểm sát, của luật sư bào chữa, của bị cáo, của những người bị hại, căn cứ kết luận giám định và các chứng cứ khác, xét thấy hành vi kéo tay các cháu, lấy thìa inox đánh vào tay rồi vào má các cháu, chói hai tay, hai chân, nhét khăn vào miệng các cháu, bắt các cháu ngồi trong chậu đầy nước lạnh mà các bị cáo thực hiện đã cấu thành tội danh hành hạ người khác theo quy định tại Điều 110 Bộ Luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mặc dù hành vi của các bị cáo không cấu thành tội cố ý gây thương tích, nhưng những hành động hành hạ các cháu của các bị cáo cũng là một trong những nguyên nhân tác động đến căn bệnh viêm phổi của cháu Vũ Thị Ngân. Nên việc viện kiểm sát đề nghị vấn đề bồi thường thiệt hại cho gia đình người bị hại là có căn cứ. Tuy nhiên, trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong vụ án này không thuộc về các bị cáo, mà thuộc trách nhiệm của người có nghĩa vụ liên quan. Đó chính là cơ sở giáo dục mầm non Lê Ca mà bà Lê Thị Ca là người đại diện. Cũng cần xác định rõ trách nhiệm của cơ sở giáo dục mầm non này. Hoạt động của cơ sở này không có giấy phép thành lập của cơ quan có thẩm quyền, tự ý thu kinh phí của nhiều phụ huynh học sinh. Như vậy là đã vi phạm Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ. Vì vậy, cần thiết phải xử lý hành chính đối với cơ sở giáo dục này. Các bị cáo cũng còn có một số tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu trong trường hợp ít nghiêm trọng, ăn năn hối cải. Vì vậy, cần xem xét để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo khi lượng hình. Từ các tình tiết và chứng cứ nêu trên, quyết định tuyên bố các bị cáo
Lê Thị Manh, Nguyễn Thị Ngà và Trần Thị Uyển phạm tội hành hạ người khác. Áp dụng các điểm A, B, khoản 2, điều 110, điểm K, khoản 1, điều 48, điểm P, khoản 1, điều 46, khoản 2, điều 46 Bộ Luật Hình Sự, xử phạt các bị cáo Lê Thị Manh, Trần Thị Uyển 3 năm tù về tội hành hạ người khác. Thời hạn tù tính từ ngày các bị cáo phải chấp hành án. Áp dụng các điểm A, B, khoản 2, điều 110, điểm P, khoản 1, điều 46, khoản 2, điều 46 Bộ Luật Hình Sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngà 2 năm tù về tội hành hạ người khác nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 48 tháng. Thời hạn tù và thời gian thử thách tính từ ngày tòa tuyên án. Áp dụng điều 600, 610, 613 Bộ Luật Dân Sự, buộc người có nghĩa vụ liên quan Lê Thị Ca bồi thường 52 triệu 500 ngàn đồng tiền viện phí và chữa trị thuốc men, mai táng phí cho cháu Vũ Thị Ngân và 150 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho bà Vũ Thị Dung. Được trừ đi 50 triệu đồng là số tiền mà người có nghĩa vụ liên quan đã đưa trước, số còn lại là 152 triệu đồng. Áp dụng Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính. Đề nghị cơ quan công an huyện Quảng Hà buộc cơ sở giáo dục mầm non Lê Ca phải giải thể và trả lại kinh phí đã thu của các vị phụ huynh học sinh. Các bị cáo Lê Thị Manh, Nguyễn Thị Ngà và Trần Thị Uyển mỗi người phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo, những người bị hại có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tòa tuyên án. Các hội thẩm nhân dân, thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã ký. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Những hình phạt mà tòa đưa ra tôi thấy hợp lý, nhưng mà những vấn đề bồi thường thì ai bồi thường cho con tôi những cái sang chấn về tâm lý, những cái tổn thất về tinh thần, ai dám đưa con tôi đi học ở các trường mẫu giáo khác nữa. Giá kể mà có cái hình phạt nào nó nhẹ hơn để cho chúng tôi tiếp tục được hoạt động nhỉ? Ai đời một mạng người như thế mà có 2-3 năm tù đấy, mà trong khi đó là đền tiền có 200 triệu như thế, trong khi đó tôi không cần tiền, tôi chỉ cần giả con lại cho tôi thôi. Tòa chỉ xét xử về một tội hành hạ người khác, chúng tôi không đồng tình và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ kháng nghị về vấn đề này. Tôi hoàn toàn đồng ý với bản án mà tòa án đưa ra, bởi vì hành vi cố ý gây thương tích đã được thu vào tội danh hành hạ người khác và cái này không thể cấu thành một tội độc lập được.